Hello, chào các bạn nha. Lại đến kênh Calum Vlog. Đây, hôm nay là có bò. Bò rau lang bắp chuối. Hôm nay mình nấu cái món gì? Hôm nay mình chơi món bò nhúng mắm ruốc. Ok ha. Bữa nay nhậu ngoài trời dịch luôn. Trời dịch nha. Ok, bây giờ mình phi thơm cái này lên nè, nó xả ớt đâu nè, đó. Cho cái lò đẹp không? Lò mới mua. Lò mới sắm luôn, cái nồi cũng mới sắm luôn. Đây. Giờ phi xả ớt phải không? Phi xả ớt thơm lên nè. Nước nát ạ. À dạ. Phi lên. Phi lên, thơm lên. Xả là mình đập dập rồi nha mọi người. Xả là mình đập dập ra nè. Nghe thơm thơm rồi đó. Đó, mình cho một tí mắm ruốc vô. Phi thơm mắm ruốc lên. Nhúng mắm là phải làm cái nước nhúng cho ngon ha. Mắm ruốc thơm lắm. Ờ thơm thì ta. Bỏ vô phi cái thơm lên liền luôn á. Cái này mà Nhật phải có cái xài hôm bữa Nhật tàu. À rồi rồi đúng rồi. Này chấm vô cái hết sảy em. Phải có cái xài hôm bữa nữa thiệt. Khỏi chê luôn. Ừ thơm quá. Phi thơm ha. Bỏ vô nó dậy mùi lên á. Dậy mùi lên liền. Đó, rất là thơm. Hết sảy. Đây. Này là cơm mẹ nha mọi người. Đây là cơm mẹ. Ở đây nấu mát lắm. Trời ơi đồng luôn. Trăng thanh gió mát. Ý lộn. Giờ đồng gió mát đây là ban ngày nắng gần chết luôn trăng thanh. Lúa chín nè. Lúa chín vàng nè. Chừng dài hôm nữa là người ta sẽ gặt hết rồi. Ở đây là đây. Rồi. Đây cho mình mẹ vào. Ba chạm xiêu lên một múc. Một múc. Mẹ vào nha. Cơm mẹ. Đây, cơm mẹ. Cơm mẹ vô. Giờ đợi cho nó chín hả? Không, bây giờ dậy mùi lên. Mọi người nghe thơm, nghe tôi kẹt thơm lắm rồi đó. Nghe thơm ghê luôn á. Nghe nó thơm dữ lắm rồi á. Có mùi xả với mùi ớt với mùi mắm ruốc vô. Thơm dậy mùi luôn á. Để cho nước vô ha. Đây. Để cho nước vào. Cái lượng nước thì tùy bao nhiêu người ăn. Nếu mà nhiều thì mình sẽ cho nhiều. Ít thì cho ít thôi. Bữa nay có hai anh em mình nên cho vừa đủ rồi. Vừa thôi. Cứ tăng lượng lên thôi. Ba trăm ba mươi ml 500. Ủa chai là nửa lít á. 500 nửa lít chứ. Cái nồi to lắm. Cái nồi này chà bá. Cái nồi to lắm mọi người. Cái nồi này nó bự hơn cái lẩu mình á. Bự hơn nhiều. Rồi giờ mình làm cái nước chấm nha. Tại nước chấm đã. Này có mắm ruốc nè, với ớt nè, với bột ngọt hả? Ừ, ngọt xíu đường chứ. Bột ngọt, đường, mắm ruốc. Chanh nữa nha, chanh nữa nha. À, chanh nữa. Chanh đó, mình có chanh nữa. Cái nước chấm mắm ruốc mà không có chanh là dở liền. À, lấy miếng nước đây ra. Chén này chắc đậm đặc ha. Có gì đâu cầu kỳ, đơn giản. Cây nhà lá vườn, có gì vườn đó ha. Hai con vịt ba rồi kia bắt lên con mình nhúng luôn đi. Con này mình quay lại mấy cái món lúc đầu rồi nhớ không? Nướng chao. À. Này cho miếng chanh vô. Ừ. Thấy chanh mình nước miếng luôn á trời. Nghe chả nước miếng rồi đó. Quậy lên, quậy lên. Thơm, mùi chanh với mùi mắm ruốc cho thơm. Này mắm ruốc chứ không phải cái mắm tôm nha. Mắm ruốc nha. Đúng, mắm ruốc là nhúng nó mới ngon. Bây giờ bắt mình nêm nha. Nêm vô. Nêm nè. Bột ngọt. Ngọt á. Xì hạt nêm. Hạt nêm cà no nè. Cà no nè. Thì mình nêm cà no vô vô nha. Tại mắm ruốc là có gì mặn đó nha. Miếng đường. Xíu đường dàn lại nè. Rồi. Lên. Quậy lên.
trời ơi. Bốc khói à. Bốc khói nghi ngút. Bốc khói nghi ngút rồi mọi người ơi. Nè mình thử, mình thử, mình thử, mình nếm thử miếng. Thử miếng vừa ăn vừa ra. Theo việc mọi người thôi. Nếm thử à. Sau này đi em diễn cái lại đi là một cái ngon rồi. Không đi được hai luôn á. Giờ thả cái là dính phải không? Giờ thả là dính, thả là dính. Ok. Hoàn thiện rồi nha. Mời mọi người nè. Đây. Bây giờ mình nhặt số ha. Giờ nhặt số đi. Cái nồi này nó giữ nhiệt lâu lắm, đừng có sợ. Nồi cái nồi này nóng ghê lắm. Nồi đất mà. Đây. Nè, nhặt số dẫn con soi nữa kìa. Đó. Đó, soi một con chừng nào ngồi cái mình để lên nữa. Cho bò vô nè. Đây, trời ơi, có cái mâm nè. Ui một mâm đã ôm. Đây là rau làng ha. Mình nước khỏi lên ghê chưa? Bò nè ha, bò. Ủa, chứ không phải mình nhúng vô cái mình lấy ra ha. Đấy, đây. Đây, đã. Rau làng nhúng bao nhiêu ăn bao nhiêu nha, đừng có đổ nhiều quá đó là nó bị dai đó. Đó. Trời. Cho miếng rau làng với bắp cái bắp chuối vô. Chuối. Trời, ngon à. Có hai người vô đây là đủ no luôn á, thật sự có bún nha mọi người. Có bún nữa. Ờ chín luôn kìa. Đó, rồi, xử đi. Trời ơi, nhức nách ha. À. Thơm quá ta. Cái mắm ruốc pha với cơm mẻ vô thơm nha. Ấm vào. Mời mọi người nha. Tém thử kìa. Sao anh có thể nào cho em cái cảm nhận sao ăn nhai nghe rột luôn. Bò nó ngọt nhúng mâm ruốc cái vị là thơm với mẻ nữa, chua có mẻ nữa, chua có mẻ mặn của mắm, có thơm bắp chuối ăn rất là ngon. Chuối này bỏ vô ăn ngọt thơm, xả nha, xả là mùi xả vô ruốc rất là hợp, nó quyện lại tuyệt vời lắm mọi người. Ê mà nhúng vô rồi mà cũng còn soi tim lên rồi ha, phải từ cò phải từ khoảng năm này mình không mới ngồi lại còn nóng lắm. Đây miếng bò nè, vừa chín tới luôn nha. Rồi chấm ngọt. Sướng à. Nè cái này mà phải có xị rượu đế nên nữa ha. Hết sảy luôn, có rượu uống rượu. Quá lắm mọi người. Đây. Này là hai người ăn là no luôn đó. Rau lan nè, trời ơi. Đó, rau lan vậy nó vừa chín tới là ngon nè. Nó xanh giòn, còn đậu giòn. Rất là ngon. Đây, cộng xả bỏ cộng xả đó nha, cộng xả nha. Hơi cứng à. Đây, chấm vô đó. Rồi xử. Hạnh phúc lắm mọi người. Nó hạnh phúc dữ lắm. Ăn ngon nè. Ngoài đồng gió lại mát nữa. Trời, còn gì bằng nữa không. Dịch quá chừng dịch. Nước ấy đó. Rồi tuyệt hốt. Vời, tuyệt vời. Đã quá hả. Rất là ngon. Đó, vớt rau nè. Còn thịt lắm. Vớt thịt luôn. Ta kẹp miếng thịt với miếng rau vô tôi uống một cái luôn cho nó đã. Đúng, kẹp thịt, thịt với rau. Uống một cái là đã luôn. Ôi, trời. Nghe thơm ghê luôn, nghe mùi vậy, mùi nghe thơm. Caramel cứ ngồi quay đi nha, ngồi quay cho ra được rồi. Hai tao dục má tao đi về luôn nè. Chấm vô. Quá đã hả? Không có gì để chê hả? Giờ nước miếng chảy quá chừng này nè. Sướng lắm mọi người. Giờ thèm quá rồi. Ngon quá. Thôi, Nhật vào đây Nhật ơi. Ok. Rồi xong. Bây giờ mình vô mình ăn luôn nha mọi người. Mình thấy nó ăn gì à? Chịu nổi với tôi ha. Ngồi ở ngoài chịu gì nổi. Giờ tụi mình để lên lò cho nóng luôn này nha. Lò cho nóng luôn nè. Cho miếng cái cho rau Nhật ơi, vô rau vô. Cho rau vào. Đấy. Mạnh đi.
ơi, rau nè, rau là cũng ngon lắm, nắc lắm á. Rau này ăn ngon lắm, ngọt lắm. Rau vườn thôi à, rau vườn. Rồi bây giờ mình ăn cái nào làm nhúng cái miếng đó phải không? Cái nào là những miếng đó. Thích muốn ăn sao cũng được. Rồi rồi rồi. Ăn không được. Tùy thị, tùy. Mình thích ăn mình nhúng xong mình ăn liền nha, cho nó ngọt nha. Đó, nhúng vào. Tới hai miếng là để nhúng cái từ miếng này. Đó, mình ăn là nhúng vô khoảng cái 10 giây thôi nha, là mình lấy ra. Đây, nó còn đỏ đỏ như này ăn ngọt lắm. Ui, đây đây. Miếng bắp chuối thôi. Ý, đâu có miếng thịt nữa nè. Ờ, ai giỏi đó hả? Miếng của mày thì trả cho mày nè. Bắt thờ lặng á. Biết đâu mình vô tình thôi. Rồi, giờ mình sẽ kẹp chung với miếng rau luôn. Nước, cái nước này rất là tuyệt vời nha mọi người. Cái nước này mà có bún, bảo đảm mọi người là nhật nạch lắm. Ý, mình ăn cho cái nào là tê cái đó. Double, hai miếng thịt luôn. Sắp thử miếng nước nha. Trời ơi, cái thịt nó nóng, cái thịt nó còn đỏ, nhìn ngon ghê luôn nè. Đây, để mình chấm miếng thử coi. Rồi, để mình chấm thử nha. Chấm với trời sao nhúng nhiều quá có sao không? Không, cái gì nó hay đậm đà thôi. À, không sao. Rồi. Mời mọi người nha. Giờ tất cả mình ăn nè. Hấp miếng nước. Quá đó rồi. Mỗi một họng nhai ngọt. Cái thịt bò mình vẫn có nhúng trứng nhiều. Nhúng nhiều quá nó còn sát không à. Không có ăn bò bò như là nó bị chai thịt đó. Nó không có còn thơm với nó không có còn ngọt nữa. Không có ngọt, không mềm nữa. Bò giống như chừng cái máy vậy thôi rồi. Ngọt quá. Ngon quá mọi người. Mình ăn ở cái bông chuối nè. Cái rau. Rau vườn rất là ngon. Ngon 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 ngon. Hết chưa? Dớt hết đi rồi bỏ cái rau mới vô. Rau ngon vậy. Rau đây ngon, ngon ghê luôn á. Cái rau đây thơm mà nó bếp cái béo nên nữa chứ. Kiểu nó có ngọt ngọt ngọt. Ngọt ngọt ngon. Mình nhúng thêm miếng nha. Nãy mình nhúng tới hai miếng mình ăn không hết. Nhúng hai miếng nhai nó mỏi miệng á. Đây, mình nhúng là còn đỏ vậy này nha. Mình nhúng nó còn tái nó đỏ đỏ luôn á. Mình ăn vậy nó mới đã. Nè, thịt bò tái đỏ, ơn sao là lúa vàng luôn. Nhìn đẹp mắt ghê luôn. Mọi người có mọi kiểu ăn. Ăn sao miễn cảm thấy mình ngon là mình đúng. Mình ăn sao mới là ngon là được. Đây, mình chấm vô, kẹp thêm miếng rau nữa. Cái mà cái nước nhúng này nè, nó chua chua và nó mặn mặn. Mà nó thơm cái mùi mắm mẻ nước nữa. Mẻ nữa. Ừ. Mùi mẻ nó nữa. Thơm mùi mẻ nữa rồi nó thơm cái mùi xả nữa mà nó cay cay nữa ăn nó rất là đã luôn. Ăn đến cái cọng xả ngon quá ngon quá. Cho ít hoa chuối vào. Cho thêm cái bông chuối. Bông chuối, hoa chuối, có người gọi chuối Hà Nam nữa, người bắp chuối nữa, gọi kiểu gì gọi, ăn ngon là được. Mình làm miếng rau nữa nha. Cái nước nó ngon lắm mọi người, bò cũng ngọt lắm. Đó, quá đã, quá chí đã luôn. Giờ mình chấm miếng mắm ruốc nữa nè. Nhúng cái này nhúng mắm ruốc chứ chấm mắm ruốc nó mới ngon nha. Nhưng mắm chấm mà mắm khác là nó tặc bài đó. Chấm mắm khác là nó không ngon. À, chấm mắm khác là mất vị liền. Nhúng miếng nữa. Mình sẽ quơ lại 10 lần rồi xong. Đó, nó còn đỏ như vậy nè. Rất là ngon luôn. Chấm vào. Ai da. Đặng quá mọi người ơi. Cay cay chua chua mặn mặn thơm thơm ngọt ngọt. Cái này phải có một hai ly bia ha. Trời ơi, giờ trưa nắng mà đóng ly bia vô nó đã đóng ly nó bia sướng trời gì đâu. Nó chạy cho mà coi. Sướng. Rồi, mời mọi người ăn tiếp nha. Mời mọi người nè. Mềm quá. Thịt bò mà nhúng sơ thôi. Nó mềm.
bông chuối à. Ngon. Thêm thêm rau 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 rau. Hết luôn nha, hết. Rau thì chứ rau mình ăn hao quá. Rau rau ngon lắm mọi người. Thật sự. Chắc mọi người cũng hiểu cũng biết mà. Cái này là rau này rất là ngon. Giòn ngọt ha. Giòn ngọt. Chuối rau lan. Trời ơi, đúng là đồng quê luôn thiệt. Nhất nách. Đúng là đồng quê luôn. Hay do. Hấp miếng nước à. Chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Hấp hết không? À, quá đã. Đúng chưa? Đúng tiếp coi. Trời ơi. Bạn mới bỏ rau nên nó hai người để mình để cho nó nóng nóng chút. Hai người làm nồi nhỏ với mẹt về đủ hen. Rồi vừa đủ, đủ luôn. Bò tới rồi trên bò tới rồi nhật ơi. Đây miếng bò vừa tới luôn. Đừng để cho nó bò chín quá. Bò mà chín quá là nó bị dai rồi nó cứng dai thật. Chắc ngầm mà không ngon. Nó vừa tái là ngon nè. Vừa tái. Mình có thể nhìn thấy ở trong nó còn đỏ đó. Mà ở lớp ngoài nó tái nè, ăn rất là ngon luôn. Đây. Ai da. Thử mình làm. Thích như cái đậu lan à. Trời nó giòn ngọt gì đâu. Ngọt quá. Đây, làm những cái bông chuối rau lan à. Ngon quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ra mồ hôi mọi người. Ra mồ hôi. Ra mồ hôi luôn. Hên là ngoài đồng có gió nha. Có gió còn vậy mà. Thí dụ này đi vô trời ăn là thôi rồi. Này lúa cũng sắp cắt rồi. Cũng vài bữa cho anh em chắc cũng săn chuột quá. Lúa sắp cắt rồi đó, lúa chín vàng hết rồi. Vài bữa nếu như có chuột, bắt được chuột tụi mình sẽ làm món rất là ngon luôn. Chuột làm có nhiều món ngon. Nhưng mà mình chỉ nhận thích nhất cái món gì chuột gì. Chuột nướng chữ ơi ốp xả mình nướng á nhật. Chuột một nắng. Chuột một nắng à, chuột một nắng. Ui chuột. Nướng lên sẽ cho món rất ngon lắm. Vài bữa đi. Ngon quá. Ngồi đây mồ hôi một kê đổ tao ăn mà. Xuống đã gì đâu. Ăn mà thôi, cái mồ hôi nó làm phiền mình quá. Hỏi làm phiền ghê luôn á. Hấp nước luôn. Ngon ngắt tay con gà tay luôn. Nước miếng nữa nè. Trời ơi, cái dừa tới nhà là ngon nè. Kẹp thêm một miếng rau nữa. Quanh thuốc. Đâu cần cao lương cái mấy vậy ha. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi là ngon rồi. Đây, chấm miếng mắm tôm nha. Ý hầm cái mắm ruốc nha. Mắm ruốc. Mắm ruốc. Một cái vị ngon mà thanh tao đậm đà. Đến từ vùng quê. Đây là miền Tây nha mọi người. Miền Tây nha. Nướng bò trời ơi. Nướng bò mềm ghê luôn. Ngon quá. Cắn vô cái cảm giác cái vị ngọt của bò nó chạy 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 trong miệng. Trời ơi, nó sướng gì đâu. Ăn thêm miếng rau lan nữa nè. Ngon quá. Cái này thường thường trong quán nó bán là bò cái nhúng giấm phải không? Bò nhúng giấm, bò nhúng mẻ. Còn mình đây là bò nhúng mắm. Là bò nhúng mắm. Đây. Nghe luôn. Cho vào. Lấy miếng cái bông chuối nữa. Mình rất thích ăn bông chuối ngọt ngon. Miếng này chị nào. Cái này mà có cái hoa lục bình mà còn ở trước á, hoa lục bình mình nhúng cái này cũng bao rất là ngon nha. Mà rất là ngon luôn á. Hoa lục bình nó tàn rồi. Hoa lục bình nó tàn rồi. Hết rồi. Nó chỉ nở có mấy ngày thôi. Nó cũng còn nhưng mà nó ở quá xa cái tầm với. Thành ra là mình quấy không tới. Không mà có bông bình nhúng vô cái vớt ra liền. Trời ơi, ăn nó ngon. Vì gái vậy. Sao tầm với vậy đó. Thích ăn mà nó giống như gái luôn. À. Ngon quá mọi người ơi. Dĩa bò này vẫn còn nè. Mà
mà rau thì hết, nước cũng sắp hết luôn. Ngon quá. Thôi tụi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Mọi người nếu thấy hay cho mình một like với một đăng ký kênh nhờ ủng hộ nha. Mình sẽ còn ra rất là nhiều món ăn ngon nữa. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.